Xin chào bạn, mình là Toàn, là chuyên gia trong lĩnh vực YouTube Marketing. Thì đến cái thời điểm mà mình up cái video này lên thì mình đã có hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực YouTube, hơn 4 năm trải nghiệm với YouTube, hơn 4 năm kiếm tiền với nó. Thì mình cũng đã tạo được ra những cái thành công nhất định cho bản thân. Đó thì ở trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là làm như thế nào để các bạn có thể tạo được một kênh YouTube cho riêng mình để có thể bắt đầu kiếm tiền trên cái nền tảng này các bạn nhé. Đó, rất là đơn giản thôi. Thì trước khi để tạo kênh thì các bạn cần phải chuẩn bị cho mình đó là một cái tài khoản Gmail, được chưa ạ? Gmail thì mình nghĩ là chắc là bây giờ bạn nào cũng có Gmail rồi. Đó, còn nếu như mà bạn chưa có Gmail đó thì các bạn hãy lên trên YouTube gõ là hướng dẫn tạo tài khoản Gmail các bạn nhé. Thì cái này rất đơn giản rồi, mình sẽ không hướng dẫn nữa. Đó, thì khi các bạn có một cái tài khoản Gmail thì các bạn hãy truy cập vào cái trình duyệt của mình, được chưa ạ? Đây mình đang ở trên trình duyệt Chrome đó. Đó thì các bạn sẽ vào trình duyệt, sau đó các bạn chọn Gmail, được chưa ạ? Sau đó các bạn đăng nhập Gmail của mình vào. Đó, đây thì mình đã đăng nhập rồi, nó để đề xuất sẵn này. Đó, các bạn đăng nhập Gmail vào, chọn được chưa ạ? Điền mật khẩu, đây mình đã từng đăng nhập rồi thì nó lưu sẵn rồi. Đăng nhập vào các bạn nhé. Rồi, đăng nhập vào này. Đó, đăng nhập vào xong rồi. Thì bây giờ tức là đăng nhập trên trình duyệt rồi, các bạn bấm vào đây, bấm vào dấu chín, dấu chấm này. Bạn chọn YouTube cho mình. Đó, mình có thể tắt luôn cái Gmail đi được. Tắt cái tab Gmail đi cho nó gọn. Rồi, đây là một cái tài khoản nó sẽ đăng nhập vào luôn các bạn nha, đăng nhập vào cái YouTube luôn, cái tài khoản Gmail nó sẽ đăng nhập vào cái YouTube luôn. Rồi, thì đây là một cái tài khoản Gmail này, khi chúng ta đăng nhập vào nó sẽ như này này. Nếu mà các bạn muốn tiếng Việt đó thì các bạn có thể bấm vào đây này. Bấm vào đây, sau đó là chọn language. Đó. Sau đó các bạn kéo xuống dưới này, chọn Việt Nam. Việt Nam. Tiếng Việt, chọn tiếng Việt. Đó. Thì nó sẽ được Việt hóa ra, được chưa? Đây các bạn nhìn thấy không ạ? Nhìn thấy Việt hóa chưa ạ? Rồi, thì các bạn sẽ bấm vào nó sẽ dễ hơn. Rồi, các bạn chọn bấm vào đây, chọn tạo kênh như mình nha. Rồi, bắt đầu, chọn bắt đầu. Sau đó ở chỗ này chúng ta có thể lựa chọn hai lựa chọn cho chúng ta. Thứ nhất là các bạn có thể là sử dụng luôn cái tên của bạn, tức là sử dụng luôn cái tên 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 mail đó. Thứ hai là các bạn chọn tên tùy chỉnh, sử dụng tên tùy chỉnh thì các bạn chọn ở bên tùy chỉnh cho mình nhé. Đó, đến đây các bạn hãy điền tên của các bạn vào, được chưa ạ? Đó, ví dụ các bạn là điền điền tên của các bạn vào đây, điền tên kênh, cái tên tên kênh mà các bạn muốn điền đó. Nếu mà các bạn làm thương hiệu thì các bạn có thể là điền luôn cái tên chính, cái tên họ tên của chúng ta lại. Hoặc là các bạn đang làm một về lĩnh vực nào đấy, các bạn có thể điền cái tên của mình kèm theo lĩnh vực đấy, ví dụ thế. Đấy là một vài gợi ý, và đâu điền tên thì tên nào cũng được đó. Tuy nhiên là chúng ta, nếu mà chúng ta làm thương hiệu hay là làm về một cái gì đó chúng ta gắn kèm với cái tên đó thì nó sẽ hiệu quả hơn. Hoặc là các bạn hãy điền chính cái tên của chúng ta vào, họ và tên đó. Đó thì mình đây, ví dụ mình ví dụ là Toàn YouTube chẳng hạn đó. Sau đó các bạn điền xong rồi, các bạn chọn vào tích vào đây, tức là đồng ý, tôi hiểu rồi. Sau đó chọn tạo. Chờ một chút. Rồi, như vậy là các bạn đã tạo được thành công này. Đã tạo được thành công cái kênh rồi. Thì ở đây nó yêu cầu chúng ta là upload cái avatar của chúng ta lên này. Thì chúng ta hãy lựa chọn cái avatar các bạn nhé. Chọn vào đây. Đó, các bạn lựa chọn cái avatar của các bạn, tức là cái ảnh đó, ảnh của bạn. Ví dụ đây mình có cái ảnh của mình đây, mình làm mẫu cho các bạn đó. Rồi sau đó các bạn chọn save and continue, tức là lưu và tiếp tục. Đó thì kênh của chúng ta sẽ được tạo ra như thế này, được chưa ạ? Đó thì sau đó các bạn sẽ tiếp tục bấm vào cho mình chữ tùy chỉnh kênh. Rồi ở đây chúng ta sẽ thêm cái ảnh bìa của chúng ta vào, được chưa ạ? Thêm cái ảnh bìa của chúng ta vào đó. Bạn chọn một cái ảnh bìa của bạn này đó, chọn vào đây. Các bạn nhớ này, ảnh bìa với kích thước là được đề xuất là 2560x1440 nhé, các bạn phải điều chỉnh cái ảnh bìa cho nó phù hợp. Rồi sau đó chọn đó, như vậy được chưa ạ? Đó thì đây là ảnh, hai cái ảnh mình đã chuẩn bị sẵn rồi để làm mẫu cho các bạn, được chưa ạ? Rồi ở đây tiếp tục mình sẽ hướng dẫn các bạn là các bạn hãy cài đặt một số cái cơ bản này.
một số cái cơ bản nhé. Rồi các bạn bấm vào đây cho mình. Đó, các bạn hãy xem này, bố cục kênh này, các thứ các bạn ở đây được chưa ạ? Các bạn mở hết lên cho mình. Đó. Sau đó lưu một một số cái là đôi lúc là sẽ không mở hết nha, các bạn mở hết lên cho mình. Đó. Rồi, sau đó các bạn bấm vào phần trang chủ này, các bạn hãy thêm cho mình ở đây. Thêm cho mình một số cái thứ ở đây được chưa ạ? Chọn nội dung video tải lên phổ biến này, chọn hoàn tất. Ở đây là mình đang setup một cái số bố cục đấy. Rồi, video được đăng, chọn hoàn tất. Đó, tiếp tục. Danh sách phát đã tạo này, hoàn tất này. Sau đó vào đây. Đó, kênh đăng ký. Đó, rồi, ok. Sau đó các bạn chuyển sang phần giới thiệu. Rồi, ở đây các bạn hãy chọn giới thiệu cho mình. Ví dụ các bạn giới thiệu như nào? Ví dụ chào mừng các bạn này. Các bạn đã đến đến với kênh YouTube của Toán. Kênh sẽ chuyên hướng dẫn các bạn về những kiến thức kiếm tiền YouTube. Đó, vân vân nhé các bạn nhé. Thì kênh của bạn như nào thì các bạn mô tả đây là mục đích mô tả để cho người đọc hiểu đó. Sau đó các bạn bấm hoàn tất này. Đó, mình chỉ làm mẫu thôi nhỉ. Đó, mình chỉ cho các bạn biết là cái chỗ này làm gì, làm gì, làm gì. Các bạn cần phải làm theo các bước đó. Còn đầu nội dung như thế nào thì các bạn phải viết ra, được chưa ạ? Đó, email, các bạn bấm vào email này. Hãy điền địa chỉ email vào đây. Email này là để cho ai đó muốn kết nối với bạn thì người ta sẽ biết cách để kết nối với bạn. Chưa ạ? Điền email của bạn vào, sau đó chọn hoàn tất này. Rồi, địa điểm của chúng ta, các bạn chọn Việt Nam. Nếu các bạn đang ở Việt Nam thì các bạn chọn Việt Nam. Còn nếu bạn ở nước nào thì các bạn chọn nước đấy. Đó, đa số chúng ta là đang ở Việt Nam đúng không ạ? Đó, cập nhật thành công rồi. Liên kết ở đây là cái gì? Được chưa ạ? Liên kết ở đây là cái gì? Liên kết ở đây là chúng ta có thể tạo là thêm vào những cái link social network đó. Ví dụ như là Facebook này, hay là Twitter ở chỗ này này, hoặc website, hoặc là cái nút đăng ký, được chưa ạ? Ví dụ đăng ký kênh. Đăng ký kênh, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn thêm chữ đăng ký kênh vào. Đăng ký chưa? Sau đó các bạn sang bên này, đây bấm vào chỗ kênh của tôi này, bấm chuột phải mở ra một tab mới, đó để mình lấy cái đường link sang bên này. Đó, từ cái đường link này này, từ cái đường link này, từ đường link này các bạn gõ thêm cho mình là hỏi chấm sắp xích trừ confirmation confirmation bằng một, hỏi chấm sắp xích trừ confirmation một. Sau đó các bạn ấn chọn hết này, copy đã, sau đó các bạn ấn enter cho mình để kiểm tra xem đường link đã được chưa. Đó, nếu mà đường link nó ra sau khi mình thêm vào đó, ấn nó ra cái như thế này thì là được các bạn nhé. Mục đích là làm cái này để gia tăng cái tỷ lệ chuyển đổi của khán giả. Khi mà khán giả bấm vào cái thì khán giả sẽ tăng tỷ lệ chuyển đổi. Lúc đó khán giả chỉ có hai lựa chọn, là một là bấm hủy, hai là đăng ký, thì tỷ lệ chuyển đổi sẽ tăng lên là 50-50 chưa ạ? Đó, sau đó các bạn copy cái đường link này, các bạn cho cái đường link vào đây cho mình, chưa ạ? Sau đó các bạn ấn hoàn tất. Đó, thì các bạn cũng có thể là thêm các đường link là Facebook hay là Twitter ở dưới này nhé, ấn vào thêm vào đây là thêm này đó, ví dụ thế, hoặc website đó, vân vân. Mình chỉ hướng dẫn một mẫu một cái thôi. Đó thì các bạn nhìn thấy chưa, đó nó đã có ở đây rồi, nó được chưa? Rồi, rất là đơn giản đúng không ạ? Đó thì về cơ bản là mình đang hướng dẫn các bạn là tạo được thành một cái kênh YouTube, được chưa? Thay đổi ảnh bìa, thay đổi banner, được chưa? Sau đó là setup một số thứ cơ bản như này. Đối với kênh YouTube khi setup như này, các bạn đã có thể là bắt đầu làm kênh YouTube để có thể phát triển kiếm được dòng tiền rồi, được chưa? Tuy nhiên là đương nhiên rằng là làm như thế nào, làm nội dung gì, rồi làm như nào để cho nhiều view, rồi là sẽ có rất nhiều bước nữa. Cài tạo được một kênh thì chỉ là cái bước khởi đầu thôi, được chưa? Còn đâu nếu mà các bạn muốn kiếm được tiền trên YouTube thì các bạn cần phải
làm rất là nhiều thứ nữa. Và ví dụ này là các bạn phải biết sáng tạo nội dung này, làm sao sáng tạo nội dung cho chuẩn này, rồi là biết làm thế nào để cho cái nội dung của mình lên được nhiều view, được chưa ạ? Rồi là làm như thế nào để cho cái nội dung của mình mà tiếp cận được đúng đến đối tượng khách hàng, được chưa ạ? Ví dụ như là mình bán hàng thì làm thế nào để tiếp cận được đến đến khách hàng của mình đó, rồi là set up những cái thứ khác, cài cắm những cái thứ khác ở trong kênh để cho tạo ra cái hiệu ứng nó hiệu quả hơn, được chưa ạ? Đó thì rất là nhiều thứ, đây chỉ là bước bắt đầu thôi, thì mình sẽ ra dần dần những cái video để hướng dẫn các bạn, được chưa ạ? Các bạn nhớ đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh để mình sẽ còn ra những cái video, rất nhiều video nữa để có thể hướng dẫn các bạn làm YouTube, kiếm được tiền trên YouTube, được chưa ạ? Đó, hoặc là nếu nếu như bạn nào muốn mà được mình cầm tay chỉ việc để các bạn có thể tạo ra được một cái kênh YouTube để có thể bắt đầu kiếm tiền trên nền tảng YouTube này một cách đơn giản nhất, dễ dàng nhất, và toàn bộ những cái kinh nghiệm của Toàn thì các bạn có thể đăng ký khóa học online chuyên sâu của Toàn. Để tìm hiểu về khóa học đó thì các bạn bấm vào cái trang web là đặngquangtoan.com đó, được chưa ạ? Đó, sau đó các bạn bấm vào chữ là học khóa học online này. Đó, thì đây chính là cái khóa học của mình, khóa học online của mình, được chưa ạ? Nó mang tên rằng là xây dựng hệ thống bán hàng tự động trên YouTube. Đó thì khóa học này là một khóa học mình sẽ nói đi sâu vào cái việc là bán được hàng trên YouTube, được chưa ạ? Ngoài cái việc các bạn kiếm được cái nguồn tiền từ Google AdSense, rồi là kiếm được những cái nguồn tiền khác đó, thì cái nguồn tiền mình muốn các bạn chú trọng vào nhất đó là hãy bán hàng trên YouTube, được chưa ạ? Bán hàng trên YouTube các bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền và nó rất bền vững. Đó thì ở trong khóa học này các bạn có thể tìm hiểu ở đây nha các bạn nhé. Khóa học phù hợp với ai này, lợi ích sau khóa học này. Đó, ngoài cái việc mà các bạn bán được hàng trên YouTube thì các bạn có thể tạo ra được bốn nguồn thu nhập hấp dẫn nữa. Đó, được chưa? Đó rất là nhiều điều tuyệt vời. Đây là một khóa học vô cùng tâm huyết của Toàn và nó chứa toàn bộ những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức của Toàn trong hơn 4 năm vừa rồi. Toàn đã chinh chiến với cả cái nền tảng YouTube này, đã có những lúc thất bại và có những lúc thành công. Đó thì tất cả mình đã được chia sẻ ở đây rồi, thì đây khóa học này hiện tại ở cái thời điểm này nó chỉ có giá 2.860.000 thôi, và nó sẽ còn tăng giá các bạn nhé, bởi vì cái khóa học này nó không phải là khóa học online đơn thuần, mà khóa học này thì khi bạn tham gia đó thì các bạn sẽ được join vào cái nhóm hỗ trợ kín của Toàn, thì ở trong đó Toàn sẽ hỗ trợ các bạn và support và update kiến thức cho các bạn trọn đời, hướng dẫn các bạn hàng tuần hàng ngày nó sẽ có những cái buổi support, những buổi livestream support các bạn đó và cập nhật kiến thức cho bạn trọn đời thôi. Đó thì đấy là cái nếu mà bạn nào đang muốn tìm một người hướng dẫn, hoặc là các bạn đang muốn làm một cách bài bản nhất, nhanh nhất, rút ngắn cái con đường đến thành công của các bạn đó, không cần phải thử sai nữa, bởi vì mình đã thử sai rất là nhiều rồi, thì mình đã rút ngắn cái con đường lại cho các bạn, thì các bạn có thể là đầu tư một khoản chi phí ở đây tham gia khóa học này thì Toàn sẽ là người hướng dẫn các bạn, được chưa ạ? Đó thì các bạn nào mà muốn quan tâm về khoa học thì các bạn cũng có thể là inbox cho mình, được chưa ạ? Vào trang web bấm vào đây inbox cho mình, được chưa ạ? Hoặc là các bạn có thể kéo xuống dưới phần mô tả video này thì các bạn có thể inbox cho mình qua Zalo hay là qua Facebook cũng được. Đó thì đó là cái mình giới thiệu thêm một chút về khoa học để cho bạn nào mà quan tâm thì các bạn có thể là tham gia, được chưa ạ? Ok thì video này sẽ kết thúc ở đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh bởi vì mình sẽ còn quay lại với nhiều video hữu ích hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video tiếp theo.